Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tại Sóc Trăng dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề về việc mua sắm thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Các kế hoạch thanh tra được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra đã được cải thiện rõ rệt. Trong kỳ, toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính, 77.770 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623 hecta đất, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.268 tỷ đồng và 134 hecta đất, xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489 hecta đất, ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 163 vụ việc, 89 đối tượng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tại hội nghị cũng đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2022, đặc biệt là việc tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7 với hình thức trực tuyến trong toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh có ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của nước ta đạt 6,42%, tương đương với các năm trước dịch COVID-19. Trong đó, sự phục hồi mạnh mẽ đáng chú ý nằm ở khu vực dịch vụ với mức tăng gấp 1,7 lần so cùng kỳ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, lạm phát được kiểm soát. Doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng trên 25% so với cùng kỳ. Lần đầu tiên nước ta vượt mốc 100.000 doanh nghiệp. Công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccine được đẩy mạnh. Bên cạnh, nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị liên quan đến vấn đề tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, được thông tin rộng rãi đến các đại biểu tham dự. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng một số nội dung trong công tác tuyên truyền thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác vừa đến tham quan vùng trồng vú sữa tím Tứ Quý tại xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với một số đơn vị trực thuộc. Vú sữa tím Tứ Quý là giống cây trồng do anh Trần Anh Nhân ở ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách chọn lọc và lai tạo. Đặc điểm nổi trội của giống vú sữa này là có thể cho trái quanh năm, trái to, không mủ, vỏ mỏng và có khả năng chịu được độ mặn tối đa là 3 phần ngàn. Từ 2 hecta trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay anh Trần Anh Nhân đã hình thành được hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch cộng đồng Mỹ Phước nhằm phát triển quy mô diện tích kết hợp làm điểm tham quan, phát triển du lịch. Đến nay, diện tích trồng vú sữa tím Tứ Quý của hợp tác xã là 10,3 hecta. Hiện nay toàn huyện Kế Sách cũng đã được cấp mã code dùng trồng cho giống vú sữa đặc biệt này với diện tích trên 30 hecta. Trái vú sữa tím Tứ Quý hiện cũng đã được công ty cổ phần Vina TNT ký kết hợp đồng tiêu thụ để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao sự linh hoạt, nhạy bén của nhà vườn khi đã nghiên cứu lai tạo được giống cây trồng vừa thích ứng tốt trong điều kiện hạn mặn, vừa sản xuất được nhiều vụ trong năm. Đề nghị ngành nông nghiệp huyện Kế Sách cần chuyển giao thêm các giải pháp kỹ thuật canh tác để phát triển quy mô vùng trồng đạt chất lượng và sản lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Riêng các đơn vị trực thuộc bộ cần hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký quyền bảo hộ giống cây trồng và đăng ký vườn cây đầu dòng cho vú sữa tím Tứ Quý. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến tham quan tượng đài giáo sư bác sĩ nông học Lương Định Của đặt tại công viên 30 tháng 4, thành phố Sóc Trăng.